Ngọn lửa đang ngày một lan rộng, hơn một nửa thành phố chìm trong biển lửa. Đây là kết quả tàn khốc của cuộc chiến không hồi kết giữa con người và loài quỷ. Hơn thế nữa, con người còn phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ cuộc chiến giữa những con quỷ. Chúng trả thù nhau, ăn thịt nhau và giết hại lẫn nhau. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ video của mình trong những ngày vừa qua. Hiện tại, mình đang có mặt tại một thành phố đổ nát và mình thấy có rất nhiều những bạn an ninh đang soi đèn xung quanh. Có lẽ họ đang tìm những người bị mắc kẹt, những người bị thương trong đống đổ nát của thành phố. Nhưng mà rất lạ các bạn ơi, các bạn hãy nhìn kỹ những người an ninh này. Ánh mắt của họ không được bình thường các bạn ơi. Mình chưa từng thấy họ ở thành phố này. Vậy tại sao bây giờ họ lại ra quân tìm kiếm con người? Rất quái lạ các bạn ơi. Wow! Đây là con quái vật nào đây các bạn? Wow! Mình đã nhớ ra nó rồi. Nó chính là con DJ Music Band các bạn ơi. Wow! Những người an ninh này đã hiện nguyên hình rồi các bạn ơi. Nó là đồng đội của quỷ, là đồng đội của con DJ Music Man này. Nó đã bắt con người về cho con DJ này ăn thịt. Các bạn có thể thấy những người an ninh này đang bắt từng người một trong thành phố và giết chết họ. Không phải là đi cứu hộ, mà là đi tìm những người còn sống và giết chết họ. Thật kinh khủng các bạn ơi, họ không phải là con người. Wow! Quân của thành phố đã tiến đến tiêu diệt con DJ Music Man này rồi các bạn ơi. Hy vọng là quân của chúng ta sẽ chiến thắng. Bởi vì mình thấy quân lính thành phố rất đông và rất mạnh. Còn DJ Music Man này, wow, nó đã bị tiêu diệt và nổ tung rồi các bạn ơi. Nhưng thật kinh khủng, bởi vì khi nó nổ tung, nó đã tạo nên một đám cháy lớn cho thành phố. Thành phố đang chìm ngập trong biển lửa, rất kinh hoàng và rất nguy hiểm các bạn ơi. Tất cả binh lính của chúng ta đã dời con người đi đến nơi an toàn. Một con quỷ đã xuất hiện các bạn ơi. Đó chính là quái vật quỷ đầu loa sai thiết các bạn. Mùi con người đã dẫn nó đến đây các bạn ơi. Nó đang tiêu diệt những người lính của mình có mặt tại thành phố này. Thật kinh khủng. Đây không phải là một con siren head quỷ đầu loa bình thường, mà nó là một con siren head quỷ đầu loa đột biến. Nó đã giết chết con DJ Music Man rồi các bạn ơi. Thật kinh khủng các bạn ơi. Mình không ngờ rằng nơi tại thành phố đang đổ nát này lại chuẩn bị xuất hiện của Husky Wuggy nữa các bạn ơi. Không biết điều gì đang chờ đợi chúng ta đây. Một trận chiến kinh hoàng sắp sửa diễn ra rồi các bạn ơi. Có mặt trong đường hầm của thành phố. Quá kinh khủng vì ở đây có rất nhiều con DJ Music Man đang làm náo loạn trong đây. Quân lính của chúng ta đang đón đầu và tiêu diệt nó. Nhưng số lượng những con quỷ này rất đông và hầu như binh lính của chúng ta không thể nào cầm cự được nữa các bạn ơi. Từng người một đã bị con Music Man này giết chết các bạn. Nó thật là kinh dị phải không các bạn? Nó là một con quái vật tưởng chừng như rất dễ thương ở vẻ bề ngoài, nhưng nhìn sâu vào mắt nó các bạn sẽ thấy sự kinh khủng của sự giết chóc. Quá kinh khủng các bạn ơi, nó đã giết tất cả những người lính của chúng ta rồi các bạn. Sẽ không ai ngăn chặn nó thoát khỏi đường hầm. Và đúng như dự đoán, nó đã thoát khỏi đường hầm, rời ra mặt tiền thành phố và nó quyết tâm tiêu diệt tất cả những người lính có mặt ở đây các bạn ơi. Quân lính của chúng ta rất đông. Mình không biết là họ có thể tiêu diệt những con DJ Music Man này hay không. Trước sự hung hăng và hiếu chiến của nó, chúng ta đã thành công trong việc bắn chết một con DJ Music Man rồi các bạn ơi. Chỉ còn có hai con nữa thôi thì binh lính của thành phố đã hoàn thành được nhiệm vụ này rồi các bạn. Cố lên những người lính thành phố, hãy bảo vệ thành phố này các bạn ơi. Con thứ hai đã bị tiêu diệt rồi các bạn ơi.
ai còn DJ Espen nữa rồi các bạn ơi. Thật nguy hiểm cho thành phố và nguy hiểm cho những người lính của chúng ta. Họ đã hy sinh rất nhiều, còn số lượng những người lính rất ít các bạn. Họ có thể cầm cự và bảo vệ thành phố trong bao lâu đây các bạn ơi? Mình đang rất lo lắng cho sự an nguy của họ, an nguy của thành phố chúng ta. Quá kinh khủng bởi vì những con DJ Music Man này, nó là những con quỷ khổng lồ các bạn ơi. Chỉ cần một cú phát tài của nó đã giết chết một mạng binh lính của chúng ta. Wow, các bạn ơi, thật tội nghiệp. Binh lính của chúng ta chỉ còn vỏn vẹn 1-2 người thôi các bạn ơi. Tiếng nhạc vui vẻ phát lên các bạn ơi. Sau khi giết chết tất cả binh lính của chúng ta, thì có một điều kỳ lạ đã xảy ra. Những con Casey Messi đã xuất hiện các bạn. Và những con DJ Music Man đã đờn lên những bản nhạc yêu đời, yêu cuộc sống. Thế là những con Casey Messi nhảy theo điệu nhạc đấy. Chúng vui đùa và nhảy múa cùng nhau các bạn ơi. Hình như chúng đã kết thành những người bạn thân rồi các bạn. Các bạn có thấy chúng đang vui vẻ nhảy múa bên nhau không? Các bạn hãy nhìn ánh mắt của những con Kitty Missy và điệu nhạc của những con DJ Music Man phát lên, thì chúng ta có thể thấy hai con quỷ quái này, chúng đang vui đùa với nhau rất vui vẻ các bạn ơi. Đây là điều kỳ lạ nhất mà mình từng chứng kiến. Bởi vì trong quá khứ, những con DJ Music Man này, nó thường xuyên tấn công những con quỷ và quái vật khác. Không bao giờ có sự kết hợp vui vẻ như thế này các bạn ơi. Binh lính thành phố lại đến nữa rồi các bạn ơi. Họ quyết tâm tiêu diệt những con quỷ quái này các bạn. Họ đã bắn luôn cả Casey Missy và không tha cho bất kỳ con quỷ nào. Mặc dù Casey Missy chỉ nhảy múa và không làm hại con người, nhưng binh lính của chúng ta đã lỡ tay bắn luôn cả Casey Missy các bạn ơi. Điều này thật sự nguy hiểm nha các bạn. Vì các bạn có nhớ không, nếu như Casey Missy bị làm hại thì Huggy Wuggy chắc chắn sẽ xuất hiện và trả thù. Mình không biết là trong trường hợp này thì binh lính thành phố có bị Huggy Wuggy trả thù hay không. Nhưng mình khá lo lắng cho họ luôn đó các bạn. Thật là buồn các bạn ơi. Binh lính thành phố của chúng ta đã bị tiêu diệt hết. Nhưng sự xuất hiện của một con quỷ đầu loa kinh dị các bạn ơi. Chắc chắn là con quỷ đầu loa trong thành phố đêm qua. Nó đã xuất hiện ở đây và nó đã tiến đến tiêu diệt Casey Missy và những con DJ Music Man các bạn ơi. Nó đã làm cho những con DJ Music Man nổ tung rồi các bạn ơi. DJ Music Man và Casey Missy không phải là đối thủ của quỷ đầu loa siêu cấp các bạn ơi. Nó là một con quỷ đầu loa Âu bình thường, nhưng có một chút đột biến. Bởi vì ngoài việc thích ăn thịt, nó còn thích giết chóc nhiều hơn cả con quỷ đầu loa bình thường. Các bạn có thể thấy một tuyệt chiêu mới của con quỷ này, đó là dùng chân đá. Bình thường những con quỷ đầu loa cổ điển, chúng sẽ dùng tay để bắt lấy con mồi và bỏ vào miệng ăn thịt. Nhưng đối với con quỷ đầu loa đột biến siêu cấp này, nó có thể dùng chân. Nó đang dồn một con Casey Missy vào chân tường. Bởi vì chân tường khá nhỏ, nó không thể vào để giết chết Casey Missy. Và nó đã lùa con Casey Missy ra ngoài và giết chết Casey Missy. Tôi có một điểm không may dự báo cho thành phố này. Chắc chắn thành phố sẽ diễn ra cuộc chiến giữa những con quỷ. Các bạn ơi, con quỷ đầu loa nó đã nhập thể vào một cây thông rồi các bạn. Truyền thuyết kể rằng quỷ đầu loa có thể giả làm một cái cây. Nó đã nhập thể vào một cây thông. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình nhìn thấy. Một đội quân Huggy Wuggy tìm đến để trả thù cho Casey Messi. Chúng đã đánh hơi thấy cây thông chính là quỷ đầu loa và đã tấn công con quỷ đầu loa. Trong một lần sáp lá cà, quỷ đầu loa đã bị chết tức tưởi trong tay của Huggy Wuggy rồi các bạn ơi. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?
nó cũng tiến đến giết tất cả những con Husky Wuggy gần đó các bạn ơi. Siren Headmap, quỷ đầu loa điên loạn là con quỷ mạnh nhất trong anh em nhà quỷ đầu loa. Và những con thỏ tai dài cũng trả thù cho những con Husky, nhưng trả thù không thành công các bạn ơi. Tất cả chúng đều bị con quỷ đầu loa Siren Headmap này giết chết các bạn. Quỷ đầu loa Siren Headmap sau khi trả thù được cho em của mình thì nó cũng lặng lẽ quay về hang của mình. Xin chào và tạm biệt, mình là Phô Mai TV. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, ấn chuông theo dõi và tặng cho mình một like nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.